Xin chào tất cả anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Channel mà mình là Đăng Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau bàn về một sản phẩm sắp ra mắt của nhà Huawei. Vậy thì Huawei sẽ chính thức ra mắt chiếc điện thoại Huawei Y7 Pro trong năm 2019 này. Vậy thì sản phẩm này có gì đặc biệt, các bạn hãy cùng Đăng Anh theo dõi đến cuối video clip này nhé. Vậy thì chiếc điện thoại này có gì đặc biệt nè? Về thông tin của nó thì nó có tên là Huawei Y7 Pro 2019. Và đây có thể nói là sự kết hợp đặc biệt giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế thời thượng. Ngoài ra thì Huawei Y7 Pro 2019 cũng sẽ được trang bị một cái màn hình tràn viền 6,29 inch với thiết kế giọt nước nè. Camera trước là 16 megapixel. Và camera sau sẽ là 13 megapixel được tích hợp AI với khẩu độ f1.8 khá là nhỏ và dung lượng pin lớn là 4000 mAh cùng một cái khả năng là tiết kiệm pin thông minh nè. Máy sử dụng có chip Snapdragon Qualcomm 8 lõi 450 cho thời lượng sử dụng lên đến 2 ngày. Phải nói là nếu đây là một mức giá smartphone tầm trung thì phải nói là quá hời và quá đặc biệt cho những bạn học sinh viên, đúng không? Tiếp theo thì Huawei Y7 Pro 2019 cũng sẽ được nâng cấp hệ thống camera với nhiều khả năng bắt sáng tốt hơn với những đàn anh tiền nhiệm của mình. Cụ thể là nó sẽ có chế độ bắt sáng tốt hơn 50% với những sản phẩm thế hệ trước. Ngoài ra thì ở cái chế độ chụp ban đêm thì điện thoại sẽ kết hợp thông minh ánh sáng của 4 ảnh được chụp liên tiếp trước đó để tạo thành một cái ảnh hoàn chỉnh và phù hợp nhất với sở thích của bạn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ rất là rõ và chi tiết. Tương tự thì với cái chế độ HDR thì chiếc điện thoại Huawei Y7 2019 Pro này cũng sẽ có thể kết hợp 3 ảnh chụp với các độ phơi sáng khác nhau để tạo ra ảnh có giải tầng nhảy sáng tốt hơn. Ngoài ra thì không dừng lại ở viên pin 4000 mAh đâu nha, mà nó còn được tích hợp thêm với chế độ tiết kiệm pin và điện thoại sẽ tối ưu bằng cách là vô hiệu hóa một số tính năng trên điện thoại để hiệu suất tốt hơn, và điện thoại còn được trang bị tính năng sạc nhanh nữa. Ngoài dòng Y7 Pro 2019 thì Huawei của chúng ta lại tiếp tục ra mắt dòng P. Nếu như các bạn đã quá quen thuộc với những cái tên như là P20 Pro v.v. thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà mình nghĩ là các bạn cũng đang rất là đón đợi nó. Cụ thể là chiếc Huawei P Smart 2019 sẽ là một chiếc smartphone tầm trung và được trang bị vi xử lý là Kirin 710 và được sản xuất dựa theo quy trình là 12 nanomet cùng với 3GB dung lượng RAM và 64GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì còn có một số thông tin về chiếc điện thoại này nữa, đó chính là màn hình kích thước là 6,21 inch, sử dụng tấm nền công nghệ IPS LCD và với độ phân giải là 1080x2340 pixel. Ngoài ra thì máy cũng sẽ được tích hợp hai chế độ Eye Comfort Mode và lọc ánh sáng xanh. Về camera thì chiếc điện thoại Huawei P sắp tới chúng ta sẽ có một hệ thống camera kép ở mặt lưng, và trong đó thì sẽ bao gồm một camera chính với độ phân giải là 13 megapixel, khẩu độ f2.2 trung bình và một cái cảm biến chiều sâu với độ phân giải là 2 megapixel. Và camera selfie của chiếc máy cũng sẽ có độ phân giải là 8 megapixel, và mình nghĩ là Huawei P Smart 2019 sẽ là một chiếc điện thoại có phiên bản hai màu sắc, tức là màu xanh gradient và màu đen, và mức giá tại thị trường châu Âu thì khoảng 250 euro, khoảng 6,6 triệu. Và tóm lại thì tại Bạch Long Mobile của tụi mình đang có chương trình pre-order là bạn có thể đặt trước chiếc điện thoại Huawei Y7 Pro này. Ngoài ra thì nếu bạn mong đợi siêu phẩm Huawei P Smart ấy, thì vẫn có thể luôn cập nhật tại trang web Bạch Long Mobile để chúng ta có thể order hàng về sớm nhất nha. Còn bây giờ thì bạn nghĩ sao về hai chiếc điện thoại sắp tới của Huawei? Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube B Channel đó. Bye bye.